Để tạo ra thông điệp cho từng chiến dịch truyền thông, thường thì mục tiêu truyền thông ở bước thứ nhất đã đưa ra được định hướng khá là rõ ràng về việc chiến dịch đó sẽ tác động vào nhận thức hay là cảm xúc của đối tượng mục tiêu. Vậy nên sau khi có được mục tiêu truyền thông thì việc của chúng ta đó là xác định xem thể loại của thông điệp là gì, là thể loại về lý tính hay thể loại về cảm xúc hay là về ước mơ, ham muốn, và xác định rõ sẽ nói cụ thể điều gì trong thông điệp, trong thể loại đó. Thông điệp nói về lợi ích lý tính, function, là thông điệp tập trung nói về những chức năng của sản phẩm dịch vụ. Chúng ta hay bắt gặp những thông điệp này từ những công ty dược của Việt Nam, hay nổi tiếng nhất đó là Kangaroo với máy nong nước hàng đầu Việt Nam, hay là Điện Máy Xanh với mua hàng điện máy đến Điện Máy Xanh, hoặc là các dòng sản phẩm smartphone như là Oppo S3 chuyên gia selfie kép này, rồi Samsung Galaxy Z7 Pro với camera thách thức bóng tối. Và để tạo ra được loại thông điệp này thì doanh nghiệp chỉ cần xác định bước đầu tiên đó là liệt kê ra những điểm mạnh, những đặc điểm nổi bật của sản phẩm dịch vụ của mình. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xác định xem những điểm mạnh đó có thể đem lại lợi ích gì cho người tiêu dùng, chính là function benefit, những cái lợi ích lý tính. Bước ba đó là chọn ra một điểm mạnh duy nhất để làm thông điệp truyền thông cho chiến dịch. Thường thì một sản phẩm dịch vụ của các bạn ấy sẽ có khá là nhiều đặc điểm nổi trội. Tuy nhiên chúng ta hãy lựa chọn ra một điểm mạnh duy nhất để truyền thông để đảm bảo được tính nhất quán. Và những điểm nổi bật còn lại thì khách hàng sẽ tự cảm nhận trong quá trình mua và sử dụng. Doanh nghiệp Việt thì có một điểm trừ đó là rất hay nhồi nhét quá nhiều một tính năng vào trong một thông điệp, dẫn tới việc truyền tải thông điệp đó không nhất quán, thiếu đi độ lọc để khách hàng có thể ghi nhớ được. Do đó hãy lựa chọn ra một đặc điểm nổi trội duy nhất. Đó có thể là điểm mạnh nhất của bạn hoặc là điểm mà đối thủ cạnh tranh chưa nói tới nhiều. Dưới đây là một số từ khóa về lợi ích lý tính giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn ra các đặc điểm nổi bật của sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mình. Với loại thông điệp này thì điều quan trọng là chúng ta phải giữ được sự nhất quán, không thay đổi trong một thời gian dài và có được đủ độ lọc để khiến khách hàng ghi nhớ. Doanh nghiệp thì có thể tạo ra được những loại thông điệp có phần xào rỗng và rất phổ biến hiện nay như là hàng đầu, là số 1, là đẳng cấp, quý phái, chính hãng, cao cấp, những tính từ rất là chung chung. Nhưng không sao, quan trọng là điều đó có phải là một trong những điểm mạnh thực sự của sản phẩm dịch vụ của bạn hay không? Nó có cho khách hàng thấy được họ nhận được lợi ích từ điểm mạnh đó hay không? Và các hoạt động triển khai qua 5 công cụ IMC phải truyền tải nhất quán thông điệp này và chứng minh được nó đem lại lợi ích cho khách hàng. Vậy là đủ. Hãy ghi nhớ rằng không cần hoa mỹ, thông điệp có thể nói thẳng, nói thật, miễn sao là nhất quán và đủ độ lọc. Dạng thứ hai đó là thông điệp nói về lợi ích cảm tính, emotion, thì là thông điệp mà sẽ tập trung vào đào sâu cảm xúc của người tiêu dùng. Ngành FMCG, những cái ngành hàng tiêu dùng nhanh như là bánh kẹo, nước giải khát, bột giặt, kem đánh răng thì của các tập đoàn quốc gia thì rất hay áp dụng thông điệp này. Như là với bột giặt Omo đó là trẻ học điều hay, ngại gì vết bẩn, rồi Coca-Cola đó là uống cùng cảm xúc, Chocopie là tình như Chocopie. Các bạn nhận thấy nó khá là bay bổng và đánh vào cảm xúc của người tiêu dùng. Bởi vì đánh vào cảm xúc của con người, thế nên để nghĩ ra loại thông điệp này cần phải xuất phát và tìm hiểu nhu cầu và hành vi của khách hàng mục tiêu. Bước thứ nhất đó là chúng ta phải xác định xem lại xem những cái rào cản, những cái động lực mua hàng của đối tượng mục tiêu mà chúng ta đã tìm hiểu bước thứ hai ấy, để thấu hiểu và xem được đâu là nhu cầu tiềm ẩn, là những cái cảm xúc ẩn giấu bên trong của họ. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xác định xem sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp sẽ giải quyết vấn đề đó của đối tượng mục tiêu như thế nào, đó là emotion benefit. Bước thứ ba là chúng ta sẽ sáng tạo ra những cái ý tưởng để chọn ra một cái thông điệp phù hợp. Và ở bước này thì đầu tiên chúng ta phải brainstorm, sáng tạo ra thật nhiều ý tưởng rất là điên rồ bằng chính công cụ brainstorm, rồi từ đó mới loại bỏ đi những ý tưởng không phù hợp này, phát triển có số những ý tưởng khả thi, rồi cuối cùng là lựa chọn ra được những ý tưởng tốt nhất để làm thông điệp của chiến dịch. Và để biết thêm chi tiết, để tìm ra được thông điệp nói về lợi ích cảm tính này thì chúng ta có thể tham khảo khóa học Basic Advertising thử nửa trong ngày của nó sáng tạo do chính tôi biên soạn trên Edumore. Khóa học này trình bày các bước từ A đến Z với 11 bước cụ thể, từ việc phân tích khách hàng này đến áp dụng 12 phong cách thể hiện ý tưởng kết hợp với cả gần 10 ví dụ case study thực tiễn để các bạn tìm ra được một thông điệp nói về cảm tính, emotion. Và từ đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo ra được một thâm điệp chiến dịch truyền thông cảm tính đánh trúng vào tâm lý của đối tượng mục tiêu. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo những từ khóa lợi ích cảm tính dưới đây để có được một cái gợi ý tìm ra thông điệp phù hợp cho doanh nghiệp. Loại thông điệp cuối cùng đó là thông điệp nói về ước mơ, ham muốn, dream. Đây là những thông điệp nói về những ước mơ, những lý tưởng trong cuộc sống,
một cái đức tin hay là một quan điểm về văn hóa xã hội, thường thì áp dụng cho những công ty lớn muốn educate, tức là giáo dục người dùng để tạo ra được một cái xu hướng mới, truyền cảm hứng để tạo ra một cái phong cách mới, một lối sống hoàn toàn mới. Điển hình như là Nike với cái thông điệp đó là Just Do It, cứ làm tới đi, hay là Apple với thông điệp là Think Different, hay gần gũi hơn nữa đó là thông điệp của dầu gội đầu X-Men, đó là X-Men đàn ông đích thực. Tất cả những cái thông điệp này thì nó đều nói về những cái ước mơ, những cái lý tưởng và để tạo ra một phong cách, một lối sống hoàn toàn mới. Thông điệp ở dạng này thì thường xuất phát từ việc có một hình mẫu lý tưởng nào đó mà khách hàng mơ ước đến, có thể là người đàn ông, người phụ nữ thành đạt này, một bà mẹ đảm đang, hay là một khu phố đáng sống, một căn nhà trong mơ, hoặc cao hơn nữa là một cái lối sống, một cái phong cách hoàn toàn khác biệt để khẳng định bản thân, để đem lại giá trị cho xã hội. Bạn cần phải tìm hiểu về nhu cầu, ước mơ của khách hàng mục tiêu. Ngoài ra cần phải quan sát nhạy bén để nắm bắt được những vấn đề, những cái tranh cãi xung quanh một quan điểm sống nào đó. Thì việc này sẽ tùy thuộc vào từng vùng miền, từng địa lý và quan điểm chính trị hay là tôn giáo của từng tệp khách hàng. Tóm lại, có 3 loại thông điệp, đó là về lý tính, cảm tính và ước mơ ham muốn, để doanh nghiệp có thể lựa chọn tạo ra được những thông điệp cho chiến dịch truyền thông. Từ thông điệp này thì các hoạt động như là quảng cáo, PR, khuyến mãi sẽ được truyền tải nhất quán để tạo ra được những nhận thức, sự hiểu biết và sự yêu thích của khách hàng. Dần dần thì qua những chiến dịch đó, khách hàng mới có thể biết đến, mới hiểu và tin tưởng vào lời hứa của doanh nghiệp, giúp chúng ta thu được doanh số và có được sự trung thành của khách hàng.